Xin chào các bạn. Hôm nay mình gửi đến các bạn cái cách giải của cái khối Rubik hạt đậu này. Thì đây là cái loại mà có hình cái lon nước ngọt. Bạn mới nhìn qua thì thấy cái khối Rubik này cũng rất là dễ giải. Nhưng mà khi mà mình giải rồi thì cũng phải xài đầu óc, phải suy nghĩ một chút xíu. Và đối với các bạn nhỏ mà muốn chơi cái này thì người lớn cũng phải nên nên học trước, tìm hiểu trước rồi chỉ lại cho các em. Thì các em mới giải được, không thì giải cũng hơi cực đó các bạn. Thì bạn thấy có những cái hàng như này, có những cái hạt đậu viên, thì trong đó có một cái hàng nó dài ra và nó dư một chỗ, dư một chỗ để mình trám vô mình đi, thì cái này nó quay được đó, mấy cái này nó quay được, thì khi quay như vậy thì mấy cái này nó sẽ xáo trộn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà mình đem một cái viên này từ đây qua bên chỗ khác để bạn dùng theo cách đó để mà chúng ta có thể giải được. Thì ví dụ mình muốn đem một cái viên nào đó vô cái chỗ này, thì cái chỗ này là có 3 viên này, thì mình phải làm nó trở thành 2 viên cái đã. Mình phải đem cái viên đó đem đi chỗ nào đó để trở thành 2 viên. Thì cái chỗ số 4 này nè, mình đem vô cho nó đầy đi đó, mình dỡ lên ha, mình dồn này lên trên, mình đem nó qua, kéo qua thì này lọt xuống nè, đó nó lọt xuống. Rồi trở lại thì đó, bạn thấy không, cái màu cam nè, giờ nó còn có 2 viên à. Giả sử như bây giờ mình muốn đem cái viên màu tím này, mình đem vô cho cái lỗ cái chỗ màu cam này, mình chen giữa hai cái này ha, thì mình phải đẩy cái cam này lên đây, đẩy cái cam này lên đây đó, giữ lại lên này chưa cái lỗ chính giữa. Rồi mình đem cái màu tím qua, mình đem màu tím qua, đem qua thì cái này đừng cho nó xuống, giữ nó lại đừng cho nó xuống đó. Đem tới màu tím, thả nó ra này, màu tím này đó, nó lọt vô rồi, trả lại đó bạn ha. Vì màu tím nó đã nằm vô giữa nè. Tương tự như vậy các khác, giả sử ở đây cái màu tím nó đã đi qua bên kia, nó thành 2 viên rồi nè. Bây giờ mình muốn đem cái màu vàng đi vô giữa màu tím này, bạn có thể đem từ đầu bên này hoặc là đem từ đầu bên này. Bây giờ mình thả cái viên từ đầu viên vàng này ha, vô ở giữa nè, thì bạn cũng kéo cái viên màu tím này lên rồi quay qua đó, cái viên vàng quay ra rồi hất nó xuống, nó lọt vô nè đó, trả lại. Thì viên vàng ở dưới dưới này nó đã lọt vô đây đó. Thì bạn có thể có 2 cách, một là đem từ viên này ở trên đem vô, hoặc là viên dưới này đem vô. Thì đó là cái cách giải của mình. Thì có thể có còn nhiều cái cách khác, các bạn có thể nghiên cứu những cái cách khác. Thì đó là cái cách giải mà mình đề nghị để các bạn có thể hướng dẫn lại cho các em nhỏ. Bây giờ mình sẽ xáo trộn nó lên đó, mình đem đỏ qua mình đem màu tím vô đây nè, mình quay qua đây để các bạn dễ nhìn nè. Quay ở đây các bạn dễ nhìn thì mình lại làm lại khó ha. Giả sử đẩy cái xanh này lên, đem cái vàng qua nè, thả cái vàng vô nè đó, rồi trả về. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một màu nào đó ha, mình làm tuần tự. Bây giờ mình chọn màu xanh này đi, chọn màu xanh này đi, thì đem viên xanh này bỏ vô đây, đó, dẹp nó lên, đem viên xanh này đem qua, đó, đem viên xanh, rồi kiếm một viên xanh này nữa, nó đâu? Nó đây thì muốn vậy á, thì mình phải làm cái chỗ này nó thành 2 viên, lấy viên đỏ ra, lấy viên đỏ bỏ vào bên này đi ha, bỏ vào bên này. Rồi giờ viên xanh có chỗ trống rồi nè. Rồi đem viên xanh này qua, gom xanh này lên đây, đem qua cái này chặn này lại, đừng cho cái vàng này xuống, đừng cho cái này xuống luôn. Rồi tới nữa, đây viên xanh tới nè, hất nó vô, rồi mình trả về 3 viên xanh. Vị trí mình muốn vị trí nào cũng được. Sau này bạn muốn cho cái trò chơi này nó khó hơn á, thì bạn có thể dùng dùng sơn đánh dấu ở đây, đánh dấu giả sử đây để màu xanh thì mình phải bỏ màu xanh vô đây, chấm cái màu đỏ xanh ở đây để đem đúng về chỗ vị trí luôn. Rồi, bây giờ ở đây mình bỏ màu tím vô đây ha, mình cho cái đường này là đường màu tím đi, thì bây giờ phải đem bớt ra, cái này nó có 2 viên. Đem bớt ra, đem qua đây để
quay lại. Rồi, quay lại thì mình canh theo cái khe đã làm rồi nè, khe này đã làm xong rồi nè. Rồi giờ màu tím này bỏ vô đây, tím bỏ vô đây được không? Không được, màu tím nó phải nằm lên trên mới bỏ vô được. Muốn vậy thì bác sĩ mình bỏ màu xanh này vô đây trước, màu tím nó sẽ lọt lên trên ha. Đó. Rồi, màu tím kéo màu tím lên trên. Bỏ màu xanh lại đó. Bây giờ bỏ màu tím qua nè. Tím qua. Đó, được màu tím. Rồi, bỏ màu xanh qua đây. Để màu tím trở thành hai chỗ thôi. Để lát còn bỏ một viên nữa. Đó. Rồi, giờ đi màu tím này qua. Màu tím này qua khó đem ạ. Màu tím nó nằm đây khó đem nè. Tại nó nằm ở đây chỗ 4 viên nè. Vậy thôi mình đem cái màu xanh này trước đi ha. Màu xanh này. Rồi lấy cái màu vàng ra đi. Đem màu xanh trước, cái này dễ làm trước rồi. Kéo lên, đem qua. Màu xanh vô. Rồi, trả về, nó đưa cái màu xanh. Rồi, cái này nó hỏng chỗ nè, nó lỏng chỗ nè. Giờ mình đem cái màu màu tím qua. À, đem cái màu vàng qua để bỏ vô đây. Này. Cho nó lên đây, đem cái màu vàng qua. Cái lỗ này mình có thể thay đổi chỗ này được, cái chỗ màu 4 mình có thể bỏ ngay cái chỗ số 3 được. Ở trên này trên đầu là được tại vì nó nằm lọt ở đây rồi. Giờ đem cái màu màu vàng đem qua bỏ vô. Bỏ màu vàng vô. Rồi. Giữ yên quay lại. Không là nó mất. Đó. Màu tím thành hai lỗ này. Rồi. Màu tím này. Cầm qua đây. Giữ màu tím lên đây. Rồi. Đem qua. Không lấy màu xanh. Không lấy màu đỏ. Màu tím qua rồi. Lấy xuống. Trả lại. Đó. Vậy được 3 ô rồi. Xanh lá, tím và xanh dương. Cái này mình bỏ màu gì? Cái này bỏ màu à. Bỏ màu cam đi ha, bỏ màu cam. Rồi. Vậy mình lấy cái màu vàng qua. Lấy màu vàng cho nó qua đây. Rồi. Bỏ màu cam vô. Đó. Rồi, kiếm nguyên màu cam ở bên này. Vậy thì phải lấy màu đỏ này ra. Lấy màu đỏ ra. Rồi. Rồi. Đem màu cam vô. Đó, được màu cam. Xong. 1, 2, 3, 4. Rồi, vậy thì cái này vàng nó đỏ thôi. Rồi, đem cái vàng qua đây. Đỏ ô 4 này. Đem lên. Đem màu vàng qua. Vàng ở dưới qua. Lọt vô. Rồi. Vậy mình bỏ cái màu. Bỏ màu đỏ này qua đây. Rồi. Rồi, bỏ màu vàng qua đây nó xong. Xong. Đó, vậy là chúng ta đã giải xong cái khối này. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.